Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel này Duffy. Có thể nói rằng cho tới lúc này trong bang Murom chỉ còn lại Nami, Ranky và Zoro là chúng ta chưa biết thân phận thật sự như thế nào. Giả thế có khiến anh em trầm trồ như Sanji hay Luffy không? Phải nói rằng chapter 1023 sắp ra mắt là một chapter với quá nhiều thông tin lớn. Vì thế rất khó để có thể phân tích chi tiết cặn kẽ từng nội dung mà chỉ gói gọn trong một video duy nhất. Vì thế có thể nói rằng đây là một phần của video phân tích quanh chapter 1023 sắp tới. Nhưng tôi chỉ xoáy sâu vào một vấn đề duy nhất, đó là giả thế thân phận của Zoro. Zoro có thật sự là con trai của lãnh chúa vùng Ringo, Shimotsuki Ushimaru và là hậu duệ của thần kiếm Shimotsuki Ryuma như nhiều bạn vẫn nghĩ hay không? Còn nhiều thông tin chưa được sáng tỏ, vì thế sẽ thật thiếu khách quan nếu chỉ dựa vào hình ảnh lúc trẻ của lãnh chúa vùng Ringo, Shimotsuki Ushimaru và thần kiếm Ryuma để nghĩ rằng Zoro là hậu duệ. Và trong video này tôi sẽ đưa ra hai khía cạnh với nhiều dẫn chứng để chúng ta cùng xem thử có hay không việc Zoro là hậu duệ của thần kiếm Ryuma, là con trai của Ushimaru, là dòng dõi gia tộc Shimotsuki danh tiếng và hùng mạnh của đất nước Wano. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống em miếng bánh uống chén trà và bàn luận về chủ đề vô cùng thú vị này, một chủ đề siêu cay cấp độ 7. Trong chapter 1023, khi chứng kiến cảnh Zoro chiến đấu với King, Okanban mạnh nhất dưới trướng Kaido bá thú, Kawamatsu đang ngồi ăn bánh uống trà chém gió với ông trùm Yakuza Hyogoro hòa rằng: "Lão đại Hyogoro, khi Hiyori-sama nó sẽ trao cho chàng trai ấy thành Enma, lý do tôi không ngăn cản lại đó là..." Ngay lập tức ông trùm Hyogoro hòa tiếp lời: "Ta hiểu lý nào mà một hải tặc ngoại quốc trông giống lãnh chúa vùng Ringo Shimotsuki Ushimaru thời trẻ như hai giọt nước vậy." Và giống nhau như hai giọt nước cũng là tiêu đề của chapter này. Kawamatsu nói tiếp: "Không chỉ thần thái mà phong cách dùng kiếm cũng y hệt. Ushimaru-sama chính là con cháu hậu duệ của đại thần kiếm Ryuma. Anh ta đã đưa thanh Susui trở về Wano quốc, phải chăng là định mệnh? Tôi có cảm giác là như thế, kể cả chuyện Ryuma bị chụp một mắt cũng giống nhau như đúc." Những lời nói đó của Kawamatsu và Hyogoro Hai, đặc biệt là hình ảnh thời trẻ của lãnh chúa vùng Ringo, Shimotsuki Ushimaru, làm chúng ta không khỏi bàng hoàng vì sự giống nhau đến khó tin với Roronoa Zoro, kiếm sĩ bang Murom. Nhưng vẫn còn nhiều chi tiết chưa được sáng tỏ để chúng ta có thể chắc chắn rằng Zoro là con trai của Ushimaru và là hậu duệ của thần kiếm Ryuma. Điều mà Kawamatsu vừa nói, không chỉ thần thái mà phong cách dùng kiếm của Zoro so với Ushimaru cũng y hệt. Và điều này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Zoro đã ăn ngủ tập luyện tiếp cận với phong cách chiến đấu kiếm thuật của gia tộc Shimotsuki với người thầy Shimotsuki Koshiro và cô bạn Shimotsuki Kuina ở võ đường của gia tộc này tại làng Shimotsuki vùng Biển Đông. Trong manga chúng ta không thấy rõ, nhưng trên anime, trước khi tới võ đường của Shimotsuki Koshiro, Zoro chưa hề biết tới nhị kiếm phái, tam kiếm phái là gì. Cậu ta nghĩ rằng càng nhiều kiếm thì càng mạnh. Vì thế có thể nói rằng phong cách kiếm thuật của Zoro là hoàn toàn bị ảnh hưởng sâu rộng bởi kiếm thuật của gia tộc Shimotsuki. Thêm một minh chứng nữa là ngay cả tiếng hô Tsunachi mà Zoro vẫn thường dùng và Momonosuke đã học lỏm được cũng là của một ông già trong làng Shimotsuki. Và ông già mà Zoro nói đó khả năng cao chính là Shimotsuki Kozaburo, người đã rời khỏi Wano quốc 55 năm về trước, sau đó tới vùng Biển Đông và sáng lập nên ngôi làng Shimotsuki. Ngoài ra thì câu nói của Kawamatsu nó cũng phần nào giống như cái cách Swain từng nói với Rayleigh về Luffy vậy. Ở vùng Biển Đông cũng có một cậu bé đã từng nói những lời y hệt như thiền trưởng Roger vậy. Có nghĩa Zoro được những samurai đầy sức mạnh của gia tộc Shimotsuki lần danh chỉ dạy kiếm thuật. Vì thế không chỉ thần thái mà phong cách dùng kiếm của Zoro so với Shimotsuki Ushimaru cũng y hệt là chuyện bình thường. Trên hết là cả Kawamatsu và Hyogoro Hai đều không biết chuyện Zoro được một người trong gia tộc Shimotsuki chỉ dạy kiếm thuật. Hay thậm chí Zoro và Ushimaru không phải là trường hợp đầu tiên nhìn giống nhau như hai giọt nước, mà trước đó chúng ta cũng đã thấy Zoro phải toát mồ hôi đầu nhảy số liên tục khi lần đầu nhìn thấy Tasagi ở Logo Town. Ta thật sự kinh ngạc, không thể như thế được. Nhưng cô gái ấy trông rất giống Kuina, là chị em sinh đôi trắng, hơn nữa lại là một kiếm sĩ. Zoro gọi Tasagi và Kuina là chị em sinh đôi, nó chẳng khác gì việc ông trùm Hyogoro Hai nói Zoro và Ushimaru thời trẻ giống nhau như hai giọt nước cả. Ngạc nhiên hơn nữa là cả Kuina và Tasagi đều muốn mình là một thằng con trai chứ không phải là đứa con gái, và nó khiến Zoro sững cả người. Cậu ta không thể tin rằng không chỉ diện mạo bên ngoài mà cả cách nói chuyện giữa Kuina và Tasagi lại tương đồng đến vậy. Vậy nên việc Zoro với Shimotsuki Ushimaru chỉ đơn giản là người giống người mà không có quan hệ huyết thống là hoàn toàn có thể xảy ra. Có nghĩa việc đại kiếm sĩ Ryuma bị chụp một mắt rất tương đồng với Zoro cũng chỉ là một sự trùng hợp nhằm ám chỉ. Zoro sẽ là một samurai đầy sức mạnh giống như Ryuma, và Zoro sẽ là một hình tượng hóa của Ryuma giống như trong con người của Luffy xoay thấy bóng dáng của vui tại Coney Roger. Đồng thời chúng ta cũng đều biết lãnh chúa vùng Hakumai Tonoyasue cũng là một thành viên của gia tộc Shimotsuki lừng danh Shimotsuki Yasue. Trước khi bị Orochi sư bán công khai, Yasue 71 tuổi và có đứa con gái là Toko chỉ mới 6 tuổi. Một ông già 71 tuổi có đứa con gái chỉ mới 6 tuổi rất kỳ lạ. Và trong thông tin về vơ cạc mới đây, Oda đã tiết lộ rằng Toko là con nuôi của Yasue. Và hiện tại Zoro 21 tuổi, còn lãnh chúa vùng Ringo Shimotsuki Ushimaru bao nhiêu tuổi chúng ta chưa biết. Và đây là một chi tiết quan trọng. Cũng có thể là tầm khoảng 50-55 tuổi. Kozuki Oden nếu còn sống thì 59 tuổi. Momonosuke hiện tại 28 tuổi. Hoặc cũng có thể là ngang tuổi với ông trùm Hyogoro Hai 70 tuổi. Và một ông già 70 tuổi có đứa con trai 21 tuổi nghe có vẻ rất vô lý, không thật sự đúng cho lắm. Còn nếu Ushimaru tầm khoảng 50-55 tuổi thì việc Zoro là con trai hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi Dragon 55 tuổi, Luffy 19 tuổi, hay Kozuki Oden 59 tuổi thì Momonosuke 28 tuổi. Dù vậy thì, theo như Kawamatsu đã tiết lộ trước đó, lãnh chúa vùng Ringo Shimotsuki Ushimaru cùng toàn bộ samurai của vùng đất này đã bị Kaido xóa sổ hơn 18 năm trước, tức là khoảng hơn 1 năm sau khi Kozuki Oden bị sư tử công khai.
nếu Yoro là con trai của Ushimaru, thì có nghĩa lãnh chúa vùng Rigo này bằng một cách nào đó luôn giữ liên lạc với những thành viên trong gia tộc Shimotsuki ở vùng Biển Đông. Và ông đã đưa Yoro rời khỏi Wano Quốc tới ngôi làng Shimotsuki này để lánh nạn. Khi biết rằng sau cái chết của Kozuki Oden, kiểu nào Kaido cũng sẽ nhắm tới Rigo, nhắm tới mình. Điều này dẫn chúng ta tới hai trường hợp. Đầu tiên là ngay khi vừa có thai, mẹ của Yoro đã rời khỏi Rigo, Wano Quốc tới ngôi làng Shimotsuki ở Biển Đông lánh nạn. Có nghĩa Ushimaru không hề biết con của mình là gái hay trai, mà sẽ nhờ vợ đặt tên theo cách của Roger đặt tên cho ai vậy. Nếu là con trai thì đặt tên A, con gái thì lấy tên Annie. Và Ushimaru cũng vậy, nếu là con trai thì lấy tên Yoro, còn con gái thì lấy một cái tên nào đó khác. Và nếu Yoro được sinh ra ở người làng của gia tộc Shimotsuki, thì tại sao Yoro lại không mang họ Shimotsuki? Chúng ta hoàn toàn không thể nói rằng Yoro muốn giấu thân phận của mình nên không thể lấy theo họ cha mà phải theo họ mẹ, vì cậu ta đang sinh sống ngay tại ngôi làng của gia tộc Shimotsuki lừng danh và hùng mạnh. Trường hợp thứ hai đó là Yoro được sinh ra ở Rigo, sau đó mới được đưa tới ngôi làng Shimotsuki ở Biển Đông lánh nạn. Và tôi cũng đặt câu hỏi tương tự, tại sao Yoro lại không lấy họ Shimotsuki? Và tại sao Yoro lại hoàn toàn không có một ký ức nào về vùng đất băng tuyết Rigo? Và mặc dù trên manga chúng ta chưa biết rõ vì sao Yoro lại xuất hiện ở vào đường của Shimotsuki Koshiro, nhưng trên anime thì mọi thứ đã sáng tỏ. Yoro tự nhận mình là một Dojo Zaburi, tức là một kẻ thách đấu kiếm đạo, đã đánh bại tất cả đối thủ ở làng bên, sau đó tìm tới vào đường của Koshiro ở làng Shimotsuki thách đấu tiếp. Nếu thắng thì Yoro sẽ giữ bản hiệu vào đường Koshiro, còn nếu thua thì sẽ ở lại đây tập luyện. Và sau đó thế nào thì chúng ta đã biết, Yoro thua Kuina 2001 trận không gỡ, và cậu ta đã ở lại đây tập luyện cho tới khi trưởng thành. Có nghĩa chưa hẳn Yoro là người được sinh ra ở làng Shimotsuki vùng Biển Đông, mà khả năng cao cậu ta đã đi lạc từ một nơi khác tới đây để thách đấu. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi Yoro là thánh đi lạc, và cái cách cậu ta ra biển làm đồng đội của Luffy cũng là vì đi lạc. Và cũng từ đây, mối liên duyên của cậu với gia tộc Shimotsuki bắt đầu, khi được Koshiro chỉ dạy kiếm thuật. Thậm chí sau khi Kuina chết, Yoro còn xin phép sư phụ được sở hữu thanh danh kiếm Wado Ichimonji. Thanh kiếm được rèn bởi thợ rèn bậc thầy Shimotsuki Kozaburo. Và đây cũng chính là thanh danh kiếm đầu tiên Yoro sở hữu. Với tất cả điều này, thay vì nói rằng Yoro là người thuộc gia tộc Shimotsuki, là con trai của Shimotsuki Ushimaru, là hậu duệ có chung huyết thống với Shimotsuki Ryuma, thì tôi có thể nói rằng mặc dù Yoro không phải là hậu duệ của Ryuma, không có chung huyết thống với gia tộc Shimotsuki, nhưng Yoro chính là người truyền thừa chính tông nhãn đạo kiếm thuật của gia tộc Shimotsuki lừng danh và hùng mạnh của đất nước Wano. Mà theo như lời của Kawama chữ thì không chỉ thần thái mà phong cách dùng kiếm cũng y hệt. Tôi nghĩ như vậy là bởi vì trong FS và 96 mới đây, Oda đã tiết lộ về Shimotsuki Kozaburo như thế này. Ông đã rèn thanh Enma và trao nó cho người thừa kế của gia tộc Kozuki, chính là Kozuki Oden. Và 55 năm trước, ông đã ra khơi. Kozaburo cùng với các samurai của Wano Quốc đã có một chuyến phiêu lưu vĩ đại. Họ đã cập bến vào một vùng đất ở Biển Đông và cứu những người dân làng khỏi sương tạc. Họ dạy dân làng cách dùng kiếm. Và tại ngôi làng Shimotsuki, con trai ông là Koshiro, tức là thầy của Yoro được sinh ra, và sau đó là cháu gái của ông, Kuina cũng được sinh ra, và hiện tại cô đã chết. Nó có nghĩa sau Koshiro thì Shimotsuki Kozaburo không còn ai là người truyền thừa chính tông nhãn đạo kiếm thuật cả. Hay có thể nói rộng hơn là cả gia tộc Shimotsuki lừng danh và hùng mạnh ở Wano Quốc không còn một ai là người truyền thừa chính tông nhãn đạo kiếm thuật cả. Hay nói đơn giản nhất có thể hiểu là thần kiếm Shimotsuki Ryuma không còn con cháu nào truyền thừa chính tông nhãn đạo kiếm thuật cả. Bởi Shimotsuki Yasue, lãnh chúa vùng Hakumai thì bị Orochi bắn chết, còn vùng đất Rigo với lãnh chúa Shimotsuki Ushimaru thì bị Kaido xóa sổ hơn 18 năm trước. Và Yoro xuất hiện tại vào đường của gia tộc Shimotsuki với tư cách là một kẻ thách đấu kiếm đạo, nhưng đã rời khỏi đây với tư cách là đệ tử chân truyền của Shimotsuki Koshiro, cùng với đó là được trao cho thanh đại bảo kiếm Wado Ichimonji. Yoro được trao thanh danh kiếm này đó là bởi vì hậu duệ sau cùng của gia tộc Shimotsuki là Kuina, bản thân của Yoro đã chết. Có nghĩa hàm ý ở đây, thanh Wado Ichimonji không chỉ là di vật cuối cùng của Kuina, để Yoro luôn nhớ rằng mình không chỉ thực hiện ước mơ của bản thân mà cho cả Kuina, ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Mà trên hết trong tính cách bốc đồng máu chiến thời trẻ trâu của Yoro, qua thời gian Shimotsuki Koshiro nhận ra bản chất thật của con người Yoro. Cậu ta là một kiếm sĩ có nhãn đạo, có kiếm đạo với một ước mơ lớn. Và Koshiro muốn gửi gắm tất cả những gì mà một người thuộc gia tộc Shimotsuki như ông không thể làm được vào Yoro. Nó cũng giống như cái cách mà ông chủ cửa hàng vũ khí ở Lokotao, Ippon Motor đã nói với bà xã của mình sau khi tặng thanh danh kiếm Zuki Bashiri và không lấy tiền Yoro thanh Sandai Kitetsu. Đàn ông gửi gắm ước mơ của mình cho một người đàn ông khác thì có gì không ổn chứ? Và nếu trong gia tộc không còn hậu duệ cùng huyết thống thì gửi gắm ước mơ những gì tốt đẹp nhất cho một đệ tử chân truyền có nhân đạo kiếm thuật thì có gì sai? Nó cũng tương tự như cái cách mà xoay tóc đỏ gửi gắm ước mơ của mình của thuyền trưởng Roger vào cô cậu Luffy Murom. Và sau tất cả đó là, nếu bạn đã ý có thể thấy, cho tới hiện tại chúng ta đã biết tên của 7 thành viên trong gia tộc Shimotsuki đó là Ryuma, Ushimaru, Kozaburo, Yasue, Koshiro và cuối cùng là Kuina. Shimotsuki, một cái tên thuần Nhật Bản, và tên của 7 người thuộc gia tộc Shimotsuki cũng là những cái tên thuần Nhật Bản. Nhưng Rorona Yoro lại không phải là một cái tên thuần Nhật Bản. Vì thế nếu chúng ta gọi Yoro là Shimotsuki Rorona Yoro, nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Dù vậy thì, với một chuyên gia bẻ lái, cua gấp, đại ca quay xe như Thánh Oda, thì việc Yoro là hậu duệ của Ryuma, là con trai của Shimotsuki Ushimaru, vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Nó cũng đồng nghĩa với việc, giống như tên thật của Ranky là Cutie Flame và được sinh ra ở vùng miền Nam, nhưng phải chạy tới Water 7 để lánh nạn với tên giả Ranky, thì Rorona Yoro chưa hẳn là tên thật, mà đây chỉ là một cái tên giả mà thôi. Và tên thật của Yoro là một cái tên khác rất thuần Nhật Bản để phù hợp với những thành viên khác trong gia tộc Shimotsuki.
Dù vậy thì cá nhân tôi không thích việc Euro và cô bạn thân Kuna cùng chung một gia tộc. Tôi thích việc Euro mặc dù không phải là hậu duệ của Ryuma, không cùng chung huyết thống với gia tộc Shimotsuki, nhưng Euro chính là người truyền thừa chính tông, nhãn đạo, kiếm thuật của gia tộc Shimotsuki, lừng danh và hùng mạnh của đất nước Wano. Trong con người và kiếm đạo của Euro thấp thoáng đâu đó bóng dáng của những samurai vĩ đại nhất. Dù thế nào thì đây cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi và nó đi ngược lại với tất cả suy nghĩ ở hiện tại. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.